Thưa quý vị, nếu như du lịch năm 2022 cho thấy sự bùng nổ của thị trường nội địa, thì cho tới dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 năm nay lại chứng kiến sự áp đảo của các tour du lịch xuất ngoại. Bằng chứng là đến thời điểm hiện tại thì nhiều đơn vị tour nước ngoài đã cháy vé. Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, từ ngay đầu tháng 4, anh Thông đã tìm hiểu các chương trình tour du lịch cho gia đình. Sau khi cân nhắc về giá cả, nhu cầu khám phá điểm đến, anh đã chốt tour đi Thái Lan. Hiện tại thì em lựa chọn tour đi Thái 5 ngày 4 đêm với giá là 8.990.000 ạ. Thì em thấy mức giá này nó khá là phù hợp với cái nhu cầu của em đặt ra, và so với các tour nội địa trong nước thì giá cũng không chênh lệch quá nhiều. Thường ngày nay đi 5 ngày 4 đêm mà các tour nội trong nước thì cũng giá cũng tầm từ 7 đến 8 triệu. Thì em sẵn sàng bỏ ra thêm vài trăm nghìn hoặc là gần 1 triệu để có thể được đi đến một đất nước mới. Đây cũng là tâm lý chung của rất nhiều khách hàng. Do đó, lượng khách đặt tour đi nước ngoài trong dịp lễ tới đây có xu hướng áp đảo tour trong nước. Đơn vị lữ hành cho biết, ngay từ giữa tháng 4, khách đi quốc tế đã kín chỗ. So với trong nước, lượng khách đặt tour đi quốc tế cao hơn 30-40%. Ta lựa chọn đến những cái nước về miễn cái vấn đề visa là cái lượng đặt nhiều nhất. Giống như là Thái Lan, Singapore hoặc là Malaysia là những cái điểm đến tại khu vực miền Trung mà nhiều nhất. Sau đó thì kế đến những cái nước có visa, hồ sơ visa nó tương đối nhẹ hơn. Ví dụ như Đài Loan hoặc là một số nước miễn trả visa như Trung Quốc. Theo phân tích từ các hãng lữ hành, có nhiều lý do để năm nay tour nước ngoài chiếm ưu thế. Đó là kỳ nghỉ tương đối dài, người dân trong nước đã nhiều năm không được đi du lịch quốc tế vì ảnh hưởng dịch. Nhiều quốc gia có chính sách visa rất cởi mở, đón khách quay trở lại với chi phí hợp lý. Trong khi đó, một số đường bay nội địa đang có giá rất cao. Ví dụ như là dịp lễ 30 tháng 4 thì chương trình Thái Lan 5 ngày 4 đêm, khách hàng chỉ cần bỏ ra một số tiền khoảng 9.990.000 thì khách hàng đã có thể nhận lại được một cái chương trình 5 ngày 4 đêm được đi nước ngoài, lưu trú khách sạn và các dịch vụ nhà hàng 4 sao. Và cũng với số tiền đó, tuy nhiên nếu mà khách hàng du lịch trong nước thì chỉ có thể sử dụng một dịch vụ khoảng 4 sao, 3 sao và chương trình nó rơi vào khoảng 4 ngày 3 đêm thôi. Vé máy bay của các hãng hàng không dành cho khu vực nội địa nó khá là cao so với thị trường. Ngược lại thì đối với quốc tế thì đang được những cái sự khuyến mãi kích cầu, thì do đó làm cho cái giá trị tour của quốc tế nó giảm đi sau rất nhiều cho các năm cùng kỳ. Việc tăng mạnh tour quốc tế một phần phản ánh nhu cầu đi ra nước ngoài của người dân khi du lịch thế giới mở cửa sau đại dịch. Nhưng đồng thời, điều này cũng đặt ra vấn đề cho việc triển khai các chính sách cạnh tranh để thu hút khách nội địa của các điểm đến trong nước.